Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp 23, nhận biết một số hình nốt nhạc. Kể chuyện Du Bá Nha và Trung Tử Kỳ. Chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ nhất của bài học ngày hôm nay, đó là giới thiệu một số hình nốt nhạc. Các em ạ, để ghi được độ dài ngắn của âm thanh, các nhạc sĩ đã phải sử dụng đến ký hiệu âm nhạc. Vậy hôm nay cô muốn giới thiệu cho các em biết một số hình nốt nhạc và dấu lặng nhé. Hình nốt thứ nhất, đó là hình nốt trắng, có độ ngân dài bằng 2 phách, tương ứng với 2 hình nốt đen. Hình nốt thứ hai, đó là hình nốt đen, có độ ngân dài bằng 1 phách, tương ứng với 2 hình nốt móc đơn. Hình nốt thứ ba, đó là hình nốt móc đơn, có độ ngân dài bằng nửa phách, tương ứng với 2 hình nốt móc kép. Hình nốt thứ tư, đó là hình nốt móc kép, có độ ngân dài bằng 1/4 phách. Như vậy, các em vừa được nghe và giới thiệu về 4 hình nốt. Tiếp theo, cô sẽ giới thiệu chúng ta về 2 dấu lặng, đó là dấu lặng đen và dấu lặng đơn. Dấu lặng đen thể hiện sự ngừng nghỉ lấy hơi, 1 phách. Dấu lặng đơn thể hiện sự ngừng nghỉ lấy hơi, nửa phách. Sau đây, xin mời các em đọc tên 4 hình nốt và 2 dấu lặng nhé. Để giúp các em nhớ được 4 hình nốt và 2 dấu lặng, xin mời các em cùng tham gia trò chơi thử tài của bạn. Trò chơi như sau. Các em hãy quan sát và nối chữ với hình thật đúng. Trò chơi bắt đầu. Vậy đáp án đúng là hình số 5, 4, 1, 3, 6, 2. Các em đã nhận biết được 4 hình nốt và 2 dấu lặng rồi. Sau đây cô sẽ hướng dẫn các em biết viết các hình nốt đó nhé. Các em ạ, để viết được hình nốt nhạc thì các em cần phải nắm được các bộ phận của một hình nốt. Ví dụ, trong một hình nốt bao gồm tối đa sẽ có 3 bộ phận, đó là đầu, thân và đuôi. Như trong hình nốt trắng thì chỉ cần có 2 bộ phận, đó là đầu nốt nhạc và phần thân nốt nhạc. Vậy để viết được hình nốt trắng thì trước tiên các em hãy vẽ đầu nốt nhạc, đó là vẽ một hình bầu dục được để trống hay để trắng ở giữa. Tiếp theo, chúng ta sẽ vẽ thân nốt nhạc là một đường thẳng được vẽ phía bên phải đầu nốt nhạc theo hướng đi lên. Như vậy là các em đã hoàn thành xong hình nốt trắng đó. Tương tự như vậy, để viết được hình nốt đen, trước tiên các em hãy viết đầu nốt nhạc trước, đó là viết một hình bầu dục được tô đen. Tiếp theo, các em hãy vẽ thân nốt là một đường thẳng vẽ phía bên phải đầu nốt nhạc theo hướng đi lên. Như vậy là các em đã hoàn thành xong hình nốt đen. Các em hãy quan sát hình nốt móc đơn. Hình nốt móc đơn bao gồm có 3 bộ phận, đó là đầu, thân và đuôi. Vậy để viết được hình nốt móc đơn, trước tiên hãy viết đầu nốt nhạc, đó là viết một hình bầu dục được tô đen. Sau đó viết thân nốt nhạc là một đường thẳng vẽ phía bên phải đầu nốt nhạc theo hướng đi lên. Sau cùng, các em vẽ đuôi nốt là một nét uốn lượn được vẽ ở phía trên bên phải của thân nốt nhạc. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành xong hình nốt móc đơn. Tương tự như vậy, để viết được hình nốt móc kép, trước tiên các em hãy viết đầu nốt nhạc
là một hình bầu dục được tô đen. Sau đó vẽ thân nốt nhạc là một đường thẳng, vẽ phía bên phải đầu nốt nhạc theo hướng đi lên. Tiếp theo, các em vẽ đuôi nốt là hai nét uốn lượn được vẽ phía trên bên phải của thân nốt nhạc. Như vậy, chúng ta đã hoàn thành hình nốt móc kép. Hãy quan sát dấu lặng đen. Để viết được dấu lặng đen, các em cần lưu ý: phía trên chúng ta viết giống hình rích rắc, phía dưới giống như một nét móc. Như vậy chúng ta đã hoàn thành xong dấu lặng đen. Để viết được dấu lặng đơn, chúng ta viết gần giống hình số 7. Các em cần lưu ý, bốn hình nốt hôm nay cô giới thiệu đều có thân nốt, đuôi nốt, viết ở phía trên bên phải đầu nốt nhạc theo hướng đi lên. Và cô sẽ giới thiệu thêm cho các em vào buổi học khác cách viết các hình nốt đó có thân nốt, đuôi nốt theo hướng quay xuống nhé. Tiếp theo, xin mời các em cùng lắng nghe câu chuyện Du Bá Nha và Trung Tử Kỳ. Đây là một câu chuyện rất hay, nói về tình bạn. Sau đây xin mời các em sẽ cùng lắng nghe. Nhân vật thứ nhất đó là Du Bá Nha, một vị quan trong triều, biết chơi đàn rất giỏi. Nhân vật thứ hai đó là Trung Tử Kỳ, một người kiều phu nhưng lại say mê và rất am hiểu âm nhạc. Hai nhân vật tiếp theo đó là Bác Tiều Phu và Bác Thuyền Trài. Câu chuyện bắt đầu. Du Bá Nha làm quan trong triều đình nước Tấn thời Xuân Thu. Trong một lần đi sứ đến nước Sở, khi qua Mã Am Sơn, xúc cảm trước cảnh đẹp hai bên bờ sông Trường Giang, ông liền lấy đàn ra dạo một bản. Đang chơi, bỗng nhiên dây đàn đứt. Ông biết là có người nghe trộm. Ngày xưa, người ta coi âm nhạc là một thứ gì đó rất là thần bí. Nào là trước khi gảy đàn, phải tắm gội, ăn chay, thắp hương yên tĩnh. Nào là khi chơi đàn, chỉ được thưởng thức một mình. Nếu có người khác nghe trộm, thì dây đàn sẽ đứt. Đương nhiên, điều đó chỉ là sự tưởng tượng vô căn cứ. Bá Nha liền bước ra khỏi khoang thuyền, nhìn lên và thấy có một người kiều phu. Người đốn củi, người đó chính là Trung Tử Kỳ, đang nghe ông đàn và là một người say mê và am hiểu âm nhạc. Hai người đã trò chuyện bàn bạc về âm nhạc rất là tâm đắc. Bá Nha gảy mấy bản đàn cho người bạn nghe. Trung Tử Kỳ nghe đến đâu đều có lời bình luận đến đó, tỏ ra rất thông hiểu về âm nhạc. Bá Nha và Tử Kỳ đã kết thành đôi bạn thân, họ hẹn nhau một năm sau sẽ gặp nhau tại đây. Bá Nha theo lời hẹn, một năm sau đến chỗ cũ thăm Tử Kỳ. Ngờ đâu Trung Tử Kỳ đã mắc bệnh và qua đời. Du Bá Nha vô cùng thương tiếc, đến viếng mộ và gảy lên những bản nhạc mà lúc sống Trung Tử Kỳ thích nghe. Không ngờ lúc đó có một bác thuyền trài và một bác tiều phu đi tới, họ nói một cách chế giễu: "Ô, tiếng bật bông ở đâu thế nhỉ?" Du Bá Nha nghe thấy rất khổ tâm, nghĩ rằng mất đi người bạn tri âm tri kỳ thì từ nay chẳng ai có thể hiểu được tiếng đàn của mình nữa. Bực tức, ông đập tan cây đàn xuống đất và thề từ nay sẽ không bao giờ chơi đàn nữa. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Bạn nào cho cô biết trong câu chuyện ai là người biết chơi đàn? Đó chính là Du Bá Nha, một vị quan trong triều nhưng biết chơi đàn rất nổi tiếng. Câu hỏi tiếp theo: vì sao Du Bá Nha và Trúc Tử Kỳ lại kết thành đôi bạn thân? Họ kết thành đôi bạn thân vì một người biết chơi đàn giỏi và một người biết thưởng thức âm nhạc. Thế bạn nào cho cô biết vì sao Du Bá Nha thề không bao giờ chơi đàn nữa? Du Bá Nha thì không bao giờ chơi đàn nữa vì ông nghĩ rằng mất đi người bạn tri âm tri kỳ thì từ nay chẳng ai có thể hiểu được tiếng đàn của mình nữa.
câu chuyện Du Bá Nha và Trung Tử Hí, các em hãy biết trân trọng tình bạn, tích cực học tập, yêu thích môn âm nhạc để thưởng thức được cái hay, cái đẹp trong âm nhạc. Cô tin chắc các em sẽ thực hiện được điều đó rất là tốt. Vậy là các em đã hoàn thành buổi học ngày hôm nay rồi. Cô hoan nghênh tinh thần học tập của các em. Để chuẩn bị cho tiết học sau, các em hãy tập viết khuôn nhạc, tập viết khóa son và tập viết một số hình nốt nhạc nhé. Xin chào, hẹn gặp lại các em vào buổi học sau.